Cựu binh Mỹ bất ngờ phát hiện có con trai ở Việt Nam sau 45 năm. Năm 2015, ông Bob Noor ở Huntsville, bang Alabama của Mỹ đã làm một xét nghiệm ADN để tìm hiểu về nguồn gốc tổ tiên của mình. Tuy nhiên, kết quả ông nhận được đã vượt ngoài mong đợi. Một thông báo xuất hiện: "Chúng tôi tìm thấy xác suất rất cao về mối quan hệ cha con giữa ông và Sơn Võ." Bob bàng hoàng đưa cho vợ xem, rồi tự mình lên mạng tìm tung tích của người được cho là con trai của mình. Nhờ đó, ông biết Sơn đã chào đời không lâu sau khi ông rời Việt Nam. Lục lại ký ức, ông mơ hồ nhớ rằng năm 1970, khi tham chiến ở Việt Nam, ông từng quen với một người phụ nữ Việt, sau đó rời đi nhưng không hay biết cô đã mang thai đứa con của mình. Hiện Bob đang sống với người vợ thứ hai. Ông cũng có 6 người con, 4 người con với vợ trước và 2 người con riêng của người vợ hiện tại. Đối với ông, Việt Nam chỉ còn là những ký ức buồn không có gì để lưu luyến. Việc đột ngột phát hiện sự thật này khiến ông vô cùng hoang mang. Ông tự hỏi liệu có nên liên lạc trước với Sơn không? Ông lo lắng con trai không muốn nhận cha nên đành chờ đợi. 2 tuần sau, Sơn thực sự đã chủ động liên lạc với ông. Bob rất bất ngờ, xen lẫn xúc động. Hóa ra con trai đã đi tìm ông hơn 1 năm nay. Đứa con tìm cha sau 45 năm trên đất Mỹ. Sơn đến Mỹ năm 4 tuổi cùng em gái và mẹ là bà Võ Thị Nguyệt Vân. Đó là năm 1975. Ba mẹ con may mắn có mặt trên những chuyến bay cuối cùng vội vã rời khỏi Việt Nam. Trong ký ức của anh, ngày 22 tháng 4 năm ấy là ngày không bao giờ có thể quên được. Anh Sơn kể, tại sân bay, đám đông la hét, với tay gọi những người lính. Họ kéo hàng rào, khóc lóc và cầu xin để được qua trạm kiểm soát. Lúc sắp tới chốt kiểm, mẹ tôi dừng lại, quỳ xuống nhìn anh em tôi và nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được buông tay mẹ, nghe chưa?" Qua được chốt kiểm, ba mẹ con Sơn chuẩn bị cho hành trình đến Hoa Kỳ. Thế nhưng, sau 4 năm ở Mỹ, mẹ Sơn qua đời. Tuổi thơ của anh phải trải qua phần lớn trong cô nhi viện. Mẹ mất, cha không có. Sơn luôn thắc mắc tại sao anh chỉ có mẹ, còn cha anh là ai? Khi trưởng thành, anh trở thành một nhạc sĩ ở Los Angeles và kết hôn. Anh luôn cố quên đi xuất thân của mình, nhưng vợ anh lại là người đã thuyết phục chồng tìm lại cội nguồn thông qua xét nghiệm ADN. Sau khi gửi mẫu thử, suốt hơn 1 năm rưỡi, anh đã chờ đợi trong vô vọng vì không có kết quả. Anh nghĩ chuyện tìm cha thật mơ hồ và chấp nhận bỏ cuộc. Suốt 1 tháng sau đó, anh không kiểm tra tin nhắn trên trang web nữa. Nhưng một lần tình cờ, chẳng biết điều gì rung rủi Sơn quay lại kiểm tra kết quả, thì phát hiện có thông báo đã tìm thấy ADN trùng khớp. Anh xúc động chia sẻ: "Với tôi, chuyện này thật sự không gì hơn là một phép màu. Tôi còn không dám mơ đến chuyện này." Tuy nhiên, cũng có lúc Sơn cảm thấy thật quá khó tin. Nhưng sau cùng, anh vẫn quyết định sẽ liên lạc với cha. Khi hai cha con nói chuyện với nhau, anh mới cảm nhận được là cha rất gần gũi. Sau cuộc nói chuyện đó, anh lái xe về nhà, nước mắt rơi ướt cả cặp mắt kính. Lòng anh vui sướng: "Tôi tìm được cha rồi, tôi tìm được cha rồi." Ông Bob sau đó còn mua cho con trai vé máy bay để cả hai vợ chồng anh bay đến Huntsville hội ngộ. Bản thân ông Bob cũng bồn chồn không kém con trai. Ông vừa chờ đợi, vừa có chút lo sợ trước cuộc hội ngộ. Vì đã 45 năm trôi qua, ông chưa từng chăm sóc con ngày nào, thậm chí chưa từng biết đến sự có mặt của Sơn trên đời này. Có lúc ông đã khóc khi nghĩ về điều đó. Ông không ngừng tự hỏi, mình sẽ phản ứng thế nào, rồi con mình sẽ phản ứng ra sao đây?
Nhưng khi đoàn tụ cùng con, mọi thứ không hề gượng gạo như ông lo lắng. Tình cảm cha con ngay lập tức được kết nối thông qua niềm đam mê âm nhạc có tính di truyền. Sơn đã có mặt ở nhà cha Bóp vào tháng 7, mọi người nồng nhiệt chào đón anh. Sơn càng xúc động hơn khi thấy cha rất hạnh phúc khi biết có anh trên đời này. Các anh chị em cũng chào đón Sơn như một thành viên trong gia đình. Mandy Norcloud, một trong những cô em gái mới nhận của Sơn cho biết: "Tôi hơi buồn khi nghĩ đến chuyện mấy anh em đã không biết đến sự tồn tại của nhau. Tôi cũng hồi hộp kinh khủng trước khi gặp anh, nhưng thật tuyệt là chúng tôi đã rất vui vẻ." Còn cô em gái Audrey Nor thì gọi đó là trải nghiệm tuyệt vời. Sau cuộc họp mặt gia đình đầu tiên, ông Bóp và vợ hiện tại cũng lên kế hoạch sẽ đến thăm gia đình con trai vào dịp lễ tạ ơn. Rồi hai cha con vui vẻ cùng nhau song ca bài Dream trong tiếng đệm đàn của Sơn. Về sau, hai người lại có cơ hội đứng trên một sân khấu ở Los Angeles cùng nhau ngân nga những bài hát mình yêu thích. Bóp hạnh phúc tâm sự: "Tôi biết ơn vì con trai mình đã tìm được cha, và biết ơn vì mình có thêm một đứa con nữa. Tôi luôn mong ước các con tôi sẽ cùng tôi chia sẻ tình yêu âm nhạc. Giờ tôi vui lắm vì đã có một đứa làm được điều đó." Sơn cũng tự hào nói: "Tôi nghe được giọng hát của mình trong tiếng hát của cha."